Chào quý khán giả, hôm nay con sẽ đọc bài thoại sinh Lý Thông bằng tiếng Anh. Tiếng Anh luôn hả? Rồi đọc. In the past, there was a young man named Tashad, orphaned from his parents, living in an old hut under the banyan tree, working as a woodcutter for himself. No one God loved Tashad, so he sent an angel to teach him all kinds of martial arts and magic. One day, an alcohol seller named Lee Tong passes by the tree. He found Tashad off strong, so he thought he could take advantage of this guy to do heavy work. So he got acquainted with the need to make a brother. Tashad was tortured and moved to live in the same house with Lee Tong. At that time, the area appeared often captured people to eat. The royals or dire surrounded in many times but were unsuccessful. So the villager had to make a temple and offer it a people every year. Unfortunately, that year it was Lee Tong turn to sacrifice for the ogre. Lee Tong and his mother panicked and tried to trick Tashad to take their place. At midnight, the ogre appeared to try to grab him, but was killed by Tashad. He cut off his head and took his golden bow and arrow. When he got home, Tashad told Lee Tong and his mother about everything. Lee Tong suddenly thought of a malicious scheme. He said, "That ogre belonged to the king. Now if you kill it, you must be guilty of death. You must quickly escape." Tashad obeyed. He returned to the old hut at the base of the banyan tree. After Tashad fled, Lee Tong took the ogre head straight to the capital, telling the king that he had eliminated the demonic demons. The king gave a generous reward and appointed him as admiral to reward his credit. At that time, the princess also reached the age of getting married. The king then organized a solemn festival to solve the bridegroom prayers. When the princess was about to throw the ball, suddenly a giant eagle passes by and saw the beautiful princess. The giant eagle flipped down and took her away. At that point, Tashad was sitting under the banyan tree. Accidentally, he saw the eagle fly over with the claws carrying a young lady. So he shot the eagle with a golden arrow and traced to his cave by the bloody mark on the surface. Tashad then killed the giant eagle and saved the princess. But Tashad was tricked into the eagle cave and trapped there by Lee Tong. While finding a way to escape, Tashad rescued the Sea King's son. He was given the Chinese pepper, a pot of rice by the King of the Sea to repay his gratitude and to take him out of the cave and back to his banyan tree. After death, ogre and eagle were resentful of Tashad's son, so they tried to harm him. They sneaked into the warehouse to steal wealth and break down banyan trees to slaughter. As expected, Tashad was arrested in the prison. Tashad was sad, so he often played the Chinese pepper. The princess hasn't talked since. She was brought by Lee Tong. After hearing the melody of the Chinese pepper, she suddenly spoke. After listening to the princess' story, the king angrily kicked Lee Tong and his mother out of the city. And the king agreed to marry the princess to Tashad. The princess of the vassal country were jealous, so they went to war. Tashad took his Chinese pepper out to play. The melodies made them lose their will to fight. He took out the rice pot to treat all the princes and their troops for a meal. And more than 10,000 of soldiers
could not finish because the pot was filled again. Whenever Crooked Rifle was empty, they had to pull the army back to the kingdom. Dịch hả ba? Rồi, con kể là câu chuyện Thạch Xanh và Thánh Giống. Con không đọc cái. Ngày xưa có một chàng trai tên Thạch Xanh, một cô cha mẹ sống trong một túp lều cũ dưới gốc đa, làm nghề đốt củi nuôi thân. Ngọc Hoàng thương Thạch Xanh nên phái một vị thần xuống dạy cho chàng đủ các môn võ nghệ và mọi phép thần thông. Một hôm, có người bán rượu tên là Lý Thông đi qua gốc đa. Đã thấy Thạch Xanh khỏe mạnh nên nghĩ bụng có thể lợi dụng chàng trai này để làm những việc năng nhọc. Bèn đến nhà quan rồi đòi kết làm anh em. Thạch Xanh cảm động nhận lời và dọn đến ở chung nhà với Lý Thông. Bây giờ trong vùng xuất thì một con trần tinh thường hay bắt người để ăn thịt. Quan quân nhiều lần vây bắt nhưng không được. Người dân đành phải lập cho nó một ngôi miếu và hàng năm cúng một mạng người. Không may năm ấy đến lượt Lý Thông nợ mạng cho trắng trần tinh. Để con Lý Thông hoảng sợ tìm cách lừa Thạch Xanh đi thay cho mình. Thạch Xanh nhận lời đi ngay. Nửa đêm hôm ấy, trần tinh hiện ra định vồ lấy chàng nhưng bị Thạch Xanh giết chết. Chàng chặt lấy đầu và nhặt bộ cung tên bằng vàng của nó mang về. Rồi đến nhà, Thạch Xanh kể lại mọi chuyện cho mẹ con Lý Thông nghe. Lý Thông bỗng nghĩ ra mưu kế thâm độc. Hắn nói: trần tinh đó là của nhà vua nuôi, nay em giết nó chắc phải tội chết, em phải mau trốn đi mới được. Thạch Xanh nghe lời quay trở lại túp lều cũ ở gốc đa. Sau khi Thạch Xanh bỏ trốn, Lý Thông đem đầu của trần tinh đi thẳng đến kinh đô tâu với nhà vua là mình đã diệt trừ được yêu quái hại người. Nhà vua ban thưởng thật hậu hỷ và phong hắn làm đô đốc để thưởng công. Thời gian ấy, công chúa cũng đã đến tuổi lấy chồng. Nhà vua bèn tổ chức một ngày hội gieo cầu cán rễ thật long trọng. Lúc công chúa sắp ném qua ác cầu thì bỗng có một con đại bàng khổng lồ bay ngang qua, thấy công chúa xinh đẹp liền sà xuống bắt đi mất. Bây giờ Thạch Xanh đang ngồi dưới gốc đa, tình cờ thấy đại bàng quay qua, chân có quắp một người sẵn có cung tên. Chàng bắn theo một phát trúng cánh đại bàng. Thạch Xanh lần theo vết máu giết được nó và cứu công chúa. Nhưng Thạch Xanh lại bị Lý Thông lừa nhốt dưới hang đại bàng. Trong khi tìm được thoát ra ngoài, Thạch Xanh lại cứu được thái tử con vua Thủy Tề. Chàng được vua Thủy Tề tặng cho cây đàn tỳ bà, một nồi cơm thần tế đến đền ơn và đưa chàng ra khỏi hang sâu, trở về nơi gốc đa. Hồn của trần tinh và đại bàng sau khi chết oán hận Thạch Xanh nên tìm cách hại chàng. Chúng lẻn vào kho ăn trộm của cảm mạng nên tới bỏ ở gốc đao để vụt vu vạ. Quá nhiên sau đó, Thạch Xanh bị tống giam trong ngục tối. Thạch Xanh buồn tình nên thường mang đàn ra đánh. Công chúa Hóa Cầm từ khi được Lý Thông đưa về
Nên nghe tiếng đàn bỗng nói được. Sau khi nghe công chúa kể lại mọi chuyện, nhà vua tức giận đuổi hai con quý thông ra khỏi kinh thành và đồng ý gả công chúa cho Thạch Sanh. Hoàng tử các nước chư hầu ghen tức nên đem quân gây chiến. Thạch Sanh lấy đàn thần ra đánh làm họ không còn ý chiến đâu. Chàng lại lấy nồi cơm thần ra đãi cả mấy vạn quân ăn mãi không hết, vì cứ ăn bao nhiêu thì cơm lại đầy bấy nhiêu. Họ đành kéo quân về nước. Dạ, con bái bai quý khán giả, câu chuyện này đến đây là kết thúc.